Bạn thịt bài kết hợp với clip clip tinh mắt các bạn nhé. Đây anh em chọn clip này, clip tinh mắt này, anh em chọn đấy cho mình, nó anh em tạo cho mình một laser mark ở đây nhá. Rồi, ok, xin chào mọi người, hello các anh em. Nếu mà anh em là mà đang dùng 2020 trở xuống, anh em chưa dùng 2021 thì anh em có thể tham khảo lại cách ghép mây này nhá. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai cách ghép mây. Đó là một là ghép mây bằng Photoshop 2021 dùng calculation kèm kết hợp laser mask cùng với Gaussian blur và rất là nhiều các công cụ khác, có thể chúng ta sẽ hòa trộn bằng multi hoặc là screen tùy tâm vào cái tấm hình, tùy tấm hình nhá. Cái thứ hai là sử dụng các bạn ghép mây bằng cái Photoshop 2021 bằng Sky Gibson, thì cái cách này thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cái cách mình đang ghép ở đây, nhưng mà mình vẫn hướng dẫn các bạn hai cách luôn các bạn. Đầu tiên thì anh em tải cái link đường mây cho mình nhá, mình sẽ cho cái đường link ghép mây ở bên dưới cái mô tả này. Anh em mà chưa biết kênh của mình, anh em chưa từng qua kênh của mình, hoặc anh em đã xem kênh của mình mà chưa sub kênh của mình ấy, thì anh em cho mình xin một cái subscribe để và bấm chuông ấy, để Cường sẽ có nhiều cái clip hay hơn các bạn nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi. Ở đây mình sẽ dùng cái mây này đi, cái mây bất kỳ nha các bạn. Rồi ok, ở đây là một cái mây mình đã hot ra đây rồi. Và bây giờ để làm thế nào mà để ghép được cái mây vào cái tấm hình của chúng ta, thì thực ra thì cái chủ thể nó được chụp ấy, thì như này là ok rồi này. Cái này mình đã sửa các thứ qua rồi, bây giờ mình ghép mây cho nó. Thì việc đầu tiên anh em vào cái, anh em có thể nguyên background cho mình như này nhá. Sau đó anh em vào phần image, anh em vào cái phần calculation này, ở trong cái Photoshop này anh em có nhìn rất là kỹ ở đây. Đó, thì anh em vào cái calculation cho mình. Và sau đó thì các bạn là anh em chọn layer background nhé, bởi vì cái này chỉ có một cái background thôi. Sau đó anh em chọn cái blue cho mình nhá. Đấy. Cái kênh trên với kênh dưới anh em đều chọn blue cho mình nhá. Ok. Sau đó thì anh em chọn blending, anh em chọn multi cho mình nhá. Blending là multi, opacity 100%. Rồi ok. Sau đó anh em ok cho mình. Và sau đó anh em vào window, anh em chọn cái cửa sổ là channel cho mình nhá. Channel cho mình, sau đó thì anh em đây là cái layer alpha này. Anh em giữ cái control và kích chuột trái vào cho mình, chọn hết những cái vùng sáng nhé các bạn nhé, vùng sáng, đây là sẽ vùng sáng. Sau đó anh em lại quay trở lại layout cho mình và anh em control Z cho Cường hai lớp nhé, hai lần control Z hai lần các bạn nhé, một cái background copy và một cái layer 1. Ở đây các bạn sẽ có được một cái layer trắng để chúng ta ghép mây cùng với những cái ngọn lá ở đây, nó sẽ hơi lẹo ngọn lá một chút đó. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta đã tách được layer trắng ra rồi, thì còn lại chúng ta sẽ sử dụng cái lớp mây này và chúng ta sẽ tạo một cái vùng chọn để chúng ta sẽ ẩn lớp mây vào đấy. Ở đây anh em ấn Ctrl A, Ctrl C cho mình, hoặc là anh em không cần ấn Ctrl A, Ctrl C, anh em cầm anh em kéo thẳng sang đây cho mình luôn cũng được. Sau đó anh em tắt cái lớp này đi và chúng ta sẽ mở rộng cái layout này lên và mình sẽ để hết cái công cụ cho anh em nhìn nó rõ. Ok, và chúng ta sẽ ấn Ctrl T. Anh em giữ shift hoặc là giúp anh em cứ kéo mây làm sao cho nó hợp lý, thấy mây là ok là được nhá. Đến như này là xong này. Sau đó anh em chọn multiply cho mình. Đây nó sẽ có mấy cách để chúng ta có thể làm. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách, đó là ngày xưa Cường hay dùng cái multiply. Thì multiply thì cách đây mấy năm trước thì Cường cũng hay ghép và bây giờ thì cũng không còn ghép nữa, nhưng mà thôi bây giờ mình cứ ghép đi. Multiply kết hợp với clip clip tinh mắt các bạn nhá. Đây anh em chọn clip này, clip tinh mắt này. Anh em chọn đấy cho mình, nó anh em tạo cho mình một laser mark ở đây nhá. Một laser mark ở đây thì rất là đơn giản, anh em chỉ việc dùng cái chữ B thôi, B này, brush tool này, sau đó anh em đổi cái màu đen này màu trắng nhá. Đây cái màu trắng này thì anh em đổi thành màu đen cho mình để cho đối lập nhau, và sau đó chúng ta chọn cái size bút, chúng ta cọ, anh em để cho mình cao lên một chút xíu. Nếu mà anh em muốn sạch 100% này, để cao lên, ví dụ như ở phần chủ thể này thì bắt buộc chúng ta phải để cao nha các bạn nhá, để chúng ta sẽ không bị những cái màu trắng nó bị lấp đi, hoặc là những cái phần mây xanh nó bị lấp vào cái màu trắng ấy, thì chúng ta sẽ cầm thấm hình chúng ta sẽ không đẹp. Ok các bạn nha. Đấy. Rồi đến cái đoạn trên này thì anh em dùng công cụ chữ G cho mình, cái Gaussian mask đây này các bạn nhá, cái Gaussian tool này, anh em chọn cái Gaussian tool và anh em chọn cho mình cái, nếu mà bình thường các bạn sẽ nó có mấy cái lựa chọn như thế này, anh em chọn cái đầu tiên của mình nhá, cái layer gradient. Đó, anh em kéo cho mình này, kéo đây này, anh em kéo nhá, nhớ giữ cái này vuông một chút nhá.
thì nó sẽ hết đi cái phần màu trắng ở trên này. Và cái này thì các bạn có thể để opacity là tầm 50% hoặc 40% cũng được. Là chúng ta sẽ kéo làm sao cho nó không bị ảo quá. Còn những cái đoạn như thế này thì các bạn sẽ dùng cái chữ B cho mình nhá. Anh em dùng cái brush tool này, anh em brush đây cho mình này, sạch sẽ luôn nhá. Để cho nó đỡ bị ảo. Hoặc là anh em dùng cái chữ B. Vẫn dùng chữ B nhưng các bạn sẽ dùng cái flow cho mình, anh em để cho mình khoảng 5% các bạn nhá. Và chúng ta sẽ brush vào những cái phần ngọn lá này. Ngọn lá nhá các bạn, những phần ngọn lá này. Thì chúng ta sẽ brush vào đây. Nó không bị ăn lẹm vào cái phần đấy nhiều quá. Cố gắng sao mà chúng ta sẽ phải cố gắng, anh em cố gắng sao mà ghép cho mình nó không bị ảo được nhá. Sau đó thì anh em chọn cái layout đây, đây là layer mask này, đây là layer nhá. Các bạn lưu ý lần cho kỹ cho mình một chút. Các bạn sẽ vào filter, rồi chúng ta sẽ dùng cái blur. Rất nhiều anh em ghép mây ấy, thì gặp phải cái trường hợp là các bạn rõ ràng là ảnh xóa phông nhưng mà mây thì rất là nét. Thì các bạn không biết nào như thế nào thì cái cách này là cách giải quyết tốt nhất nhá. Rồi, đây là mình sẽ để khoảng 2, ok các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tăng sáng mây lên một chút nữa. Đó, ok. Như vậy là chúng ta đã có một cái ảnh có ghép được mây rồi. Và nó sẽ ăn được vào tất cả những ngọn lá cho các bạn nhé. Đấy. Thì ở chỗ này á, các bạn có thể dùng cái brush như mình vừa nói á. Thì anh em chọn noise mask cho mình. Ok, hello anh em. Anh em sẽ brush vào đây cho mình. Nhưng mà chúng ta sẽ brush mềm thôi, không em brush mạnh quá các bạn nha. Anh em brush mềm cho mình thôi. Cái này để 5% hoặc 3% cũng được. Cái này chúng ta càng tỉ mỉ bao nhiêu ấy, thì tấm hình chúng ta càng đẹp bao nhiêu. Hoặc là các bạn có thể dùng cái layer mây này, anh em kéo lên trên cho mình. Nhưng mà cái này mà khi chúng ta brush rồi thì các bạn không dùng cái cách kéo như vậy. Và chúng ta sẽ, khi chúng ta dùng trên layer mask ấy, thì các bạn có một cái lợi thế là chúng ta sẽ brush lại được cái đoạn mây là mà anh em thấy nó sáng quá nhá. Rất là hay. Đó, anh em thấy không? Rất là tuyệt vời. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn ghép mây ở trên cái Photoshop 2020 nhá. Đây là một cách ghép mây mình thấy rất là hiệu quả, rất là lợi hại. Ok, mình sẽ lưu cái tấm hình này lại nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ lưu thành JPEG luôn. Ok, và mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép mây ở trên cái Photoshop 2021 nha các bạn. Thì các bạn sẽ thoát cái Photoshop 2020 này ra. Mình sẽ dùng cả hai cái Photoshop. Hello nên thành nợ, xin chào anh em. Máy của mình lâu lắm cũng không cài lại Win cho nên là nó cũng khá là lag. Ok các bạn, đây 2021 ngay bên dưới này và ngay bên cạnh luôn. Mình sẽ bật cái 2021 đây. Thì đây là Photoshop 2021. Anh em quan tâm đến tải, anh em có thể xem ngay ở bên dưới này. Ở cái line này mình có tặng link cho anh em rồi đấy. Ok các bạn, 2021 đã khởi động lên này. Rồi bây giờ mình sẽ open nó ra. Thực ra thì ghép mây ở trên cái 2021 thì rất đơn giản. Đây, cái tấm này cũng chưa ghép mây các bạn nhé. Thì ở đây mình sẽ vào cái, anh em vào cái phần, anh em muốn ghép mây, anh em vào phần edit này. Sau đó là anh em vào phần sky reflection này cho mình này. Đấy. Sau đó thì anh em chọn cái mây mà anh em muốn. Ở trong cái phần sky reflection này anh em có thể chọn cái mây hoặc là anh em có thể import vào nhá. Ở đây mình thích một cái mây nào đó chẳng hạn. Thì mình sẽ tìm đến cái thư mục mà mình muốn. Ở đây thì mình đã import hết tất cả cái mây của mình vào rồi. Anh em mà chưa import thì anh em vào dấu cộng rồi nhá. Sau đó anh em tìm đến cái thư mục mà có mây. Thì ở đây mình sẽ chọn cái phần lúc nãy đi, cái phần mây đi. Đây các bạn, mây này. Đó, ví dụ mình thích một tấm hình, mình thích cái mây nào, mình thích cái mây nào. Đây mình thích cái mây này chẳng hạn, thì mình sẽ click cái mây này vào đây cho mình. Anh em click mây nhá. Đây. Đó, thì nó sẽ tự ra và chúng ta sẽ kéo cái mây. Anh em kéo cái mây cho mình làm sao mà nó phù hợp là được nhé các bạn. Nó phù hợp là được nhá. Đấy, rất là tuyệt vời. Cái 2021 này mình thấy nó cũng rất là ngon. Sau đó anh em ấn ok cho mình là xong, anh em thấy phù hợp. Sau đó anh em ấn ok cho mình cái là xong nha các bạn. Ok, như này xong. Đó. Ở đây thì nó sẽ vẫn có hai cái laser mask giống như lúc nãy mình vừa mới với các bạn đấy. Thì các bạn có thể brush lại nó để chúng ta giữ lại cái phần chủ thể của khuôn mặt nhá. Ở đây thì anh em vẫn lại dùng công cụ chữ B cho mình. Và anh em brush này. Ở đây màu đen rồi. Thì anh em đổi cái này màu trắng cho mình nhá. Và chúng ta brush nha các bạn. Hoặc là anh em có thể brush luôn trực tiếp vào trên cái đây, anh em tạo một laser mask này cho mình, chúng ta đổi màu đen brush nha, anh em nhớ cho mình cái đoạn này nha, phải brush kỹ chút nha, không thì nó bị lẹm vào trong cái phần chủ thể này ấy, thì nó không có đẹp mà nhìn cái mặt nó bị ám ám xanh như mặt cô dâu này, anh em thấy không, mình xóa đi này đó. Đấy.
anh em có thể xóa, hay là anh em có thể xóa nguyên mặt cũng được, nhưng mà khi các bạn là xóa hết những cái phần chủ thể, những cái phần ở dưới không liên quan thì anh em xóa hết cho mình đi, tại vì là mây nó sẽ ảnh hưởng vào mặt nhé. Đó, tất cả những cái phần ở dưới chân chủ thể anh em cũng phải xóa hết cho mình đi, tại vì là cái này nó vẫn ảnh hưởng. Đó, ok. Cái cách ghép mây này cũng ok đấy, nhưng mà mình thấy nói chung là cái này thì anh em cũng có thể cho to cho nhỏ lại được, nhưng mà khi các bạn xóa rồi thì các bạn không nên làm, không nên zoom to zoom nhỏ nữa. Thì và bây giờ chúng ta sẽ chọn cái mây. Cái mây này nó hơi bị nhạt so với cái mây mình ghép ở trên lúc nãy bằng tay, thì chúng ta sẽ dùng cái saturation. Anh em kéo với mình cái lớp mây này cho nó xanh, nó đậm một xíu nữa nhá. Và anh em có thể đổi màu ở đây thì tùy các bạn. Đây anh em cộng 5 cho mình, à, trừ 5 cho mình, trừ 4 cho mình là ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái layer ở bên layer mây này và chọn cái layer nhé, chứ không chọn layer mask nhá. Anh em chọn blur cho mình vào Gaussian blur. Anh em để cho mình là 2. Đó, cho nó mờ mờ đi xíu, cho nó thật thật chút nha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ thì các bạn có thể dùng cái laser mask này. Đây, anh em phải thấy đây. Cái chỗ này mình nghĩ mình xóa lẹ. Thì chính vì đó là cái laser mask nó rất là lợi hại. Để anh em lại rút lại đây cho mình nha. Mình sẽ giảm cái này xuống khoảng tầm 20% hoặc 15%, rồi mình sẽ rút lại đây. Để cho cái phần chỗ này nó không có bị sáng, tại vì là tự dưng cái bạn này bị phát sáng rồi nó không có đẹp. Đó, ok các bạn. Như vậy xong nhá, bây giờ mình sẽ đổi lại, mình sẽ chỉ brush vào cái phần cái khăn xếp của bạn này thôi. Đó, cái vấn của bạn này thôi. Nói chung là cái này anh em muốn tỉ mỉ đẹp thì anh em làm kỹ cho mình, càng kỹ càng tốt nhá. Rồi, ok các bạn. Đây, như vậy là mình vừa các bạn ghép mây trên cái Photoshop 2021 nhá. Anh em có thể tăng giảm cái opacity thì tùy các bạn. Ở đây mình để tầm 85% là ok nhất. Rồi, ok các bạn. Mình sẽ dán tất cả các layout lại với nhau và tăng cái màu sáng lên một chút xíu. Và tăng cái vùng, tăng cái phần line lên, cái phần lighten lên cho mình. Và phần shadow thì mình sẽ cộng lên một chút xíu cho nó trong cái hình lại các bạn nhé. Đây, anh em thấy là tấm hình của mình đã có cái độ tương phản tốt hơn khá là nhiều. Đó, ok. Như vậy là mình vừa mới hướng dẫn các bạn hai cách ghép mây, một cách là ghép mây ở trên cái Photoshop 2020 và một cái là ghép mây ở trên 2021 nha các bạn. Nếu các bạn muốn nhàn thì dùng 2021, còn các bạn mà thích kiểu tỉ mật thì dùng 2020 nha các bạn. Rồi, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một sub, một share và bấm chuông để không bỏ lỡ clip nào hay nhất nhá. Xin chào mọi người, hẹn anh em ở trong những cái clip lần sau.